Hôm nay Trần Anh vừa về một mẫu Ford Everest form mới, hoàn toàn mới, nước sơn trắng nha, màu sơn rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, đời 23 sẽ có màu này nha, màu trắng nha anh em. Nước sơn trắng nè, khá đẹp luôn. Mâm nè. Mâm hoa thị, mâm lớn nha. Đó, từ dàn mâm, nội thất, tất cả mọi thứ tính năng đều mới hết. Toàn bộ em này sử dụng toàn bộ hệ thống ga điện, máy điện, sử dụng hệ thống mâm Lai Giang R18 nha. Nước sơn đẹp không anh em? Bánh treo lớn hơn nữa nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, dàn bánh treo phía sau lớn nè. Phía sau có đèn phản quang, kết hợp đèn thắng. Nước sơn đẹp nha, chất sơn rin còn nha anh em. Gia đình đi mẫu này 2.5 turbo, máy điện ga điện chạy siêu bốc à. Anh chị nhìn dàn mâm nè, 4 quả mâm là sáng trưng luôn nè. 255 nha, kích thước 60, tổng thể R18, mâm 18. Đây bà con, 4 quả vỏ đâu đó loanh quanh còn được tầm 65-70%. Gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là mục bọt nè. Từ phần xa rông nè, đến phần bề các chân nè, khá là chất à. Tem Durator nó còn nguyên si hết. Mẫu này là form mới, sẽ tích hợp là siêu nhanh lớn, đăng kiểm tháng 2 2025. 4 cái vỏ đều như nhau nè, dàn mâm nè. Đi đôi là hệ thống đèn mắt liếc nè. Và form mới mặt cái lăng nó sẽ ngắn đòn hơn, anh chị nhìn kỹ nha. Đó, mặt cái lăng sẽ ngắn đòn hơn và có những cái thanh năng tản nhiệt nguyên bản của Ford, mạc chrome hết toàn bộ nha anh em. Đây là tản nhiệt để lấy gió làm mát cái nước turbo, cái thứ nhất nè, làm mát cái nước giải nhiệt động cơ máy nha anh em. SUV, Trần Anh về chùm mẫu xe SUV mà anh em. Anh em trải nghiệm vô phần, tiếp tục phần nội thất nè. Xe này thì bao chất rồi. Đây anh em nhìn cái vô lăng, vô lăng đời 2013 này. Từ tappi nó cũng khác hết toàn bộ nha anh em. Đó, keo chỉ này là rin nguyên luôn nè. Keo chỉ rin nguyên, không có cấn lỗi gì cả. 5 cấp số nha. Chủ nhà trang bị màn hình Android, cam hành trình, cam dê full, toàn bộ tất cả các tính năng, ghế cũng đã bọc nè. Dàn trần là dàn trần rin hết, một trước hai sau. Nói chung người ngồi sau không có cảm giác nó bị nóng. Vì mẫu này trang bị là đến 3 dàn lạnh rồi anh em. Sạch sẽ nha anh em. Tappi nè. Đó, máy dầu đi 2.5, dòng này đi ga điện, máy điện nó nằm tầm 7 lít dầu đến 8 lít dầu quay đầu cho anh em thôi. Nói chung là 7-8 lít không quan trọng, quan trọng anh em đi anh em cảm thấy sướng là được. Thì dòng này nó đi nó cũng tiết kiệm dầu lắm. Đi được 93.452 km nè. Đó, Trần Anh đề máy lên nha. Riêng máy điện, ga điện anh chị cũng phải xong. Tại vì em này xong toàn bộ hệ thống bằng điện hết, toàn diện rồi. Đây là trang bị cụm điều hòa cơ, máy lạnh AC. Mở phải có lạnh rồi anh em. Máy lạnh có rồi nha. Đó, full hết toàn bộ tất cả các tính năng cho anh em. Màn hình ZTEP, sạch sẽ, gọn gàng. Trên đồng hồ là không có một tí là dấu tích lỗi lầm nha anh em. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục khoang động cơ máy nè. Riêng cái mẫu máy dầu anh em đi, anh em phải để ý dàn lạnh á, anh em phải bấm ở đây, phía đây là cái này nó sẽ kích hoạt dàn gió phía sau. Còn nếu anh em không bấm thì tất cả không có gió đâu nha anh em nha. Và đây là điều chỉnh chế độ đèn sáng tối đang hoạt động ở trên đồng hồ nè. Đó, tính năng hoạt động ok hết. Keo chỉ rin nguyên, anh em lấy về anh em chạy thôi. Nước sơn đẹp lắm, chất sơn rin còn. Sơn rin em này đâu đó lanh quanh nằm tầm có 70% thôi anh em nha. Đồng ý mẫu xe cũ mà chạy qua 5 tháng thì chắc chắn phải có sơn dặm rồi. Sở hữu toàn bộ hệ thống cụm đèn halogen nguyên bản của dòng Ford Everest. Đây là đèn liếc. Đó, đèn liếc hết toàn bộ nha anh em nha. Đây là liếc góc. Liếc góc lục giác. Chuẩn chưa? Máy êm lắm. Máy móc là khỏi chê. Đăng kiểm tháng 2 2025 là anh em. Cục máy em này thì bao chất rồi. Máy dầu form mới, ga điện, máy điện nè. Sạch sẽ. Máy số em này nguyên bản hết nè. Từ mặt nắp, hệ thống đầu nắp ron cam cò nè anh em. Đầu nắp ron cam cò chưa có dấu hiệu là khui mở nha anh em. Form mới. Hệ thống dầu, hệ thống bơm dầu đây. Trang bị có hệ thống ABS chống bóng phanh. Xài toàn bộ hệ thống dầu, dầu trợ lực hết toàn bộ nha anh em. Sạch sẽ. Xe không có đâm va lỗi lầm nha bà con cô bác. Xương đầu đẹp, xương đầu là nguyên si hết. Nó liền lẹt sạch sẽ không. Nói chung máy số này nguyên bản. Mặt kem chưa mở. Sử dụng toàn bộ hệ thống kem ngoài.
đi đôi thì sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm này. Anh em thấy quạt ly tâm không? Khi anh em đề máy lên á, cái quạt nó quay liên tục, là đồng thời nó giải nhiệt két nước cho anh em liên tục luôn nha anh em. Và cái thứ hai là tác động gió từ bên ngoài lùa vô giải nhiệt thêm két nước nữa đó. Hai tính năng đó nó giúp cho cái xe anh chị chạy trong cái tình trạng là máy móc là luôn luôn là mát, không có bị nóng máy, xe nguyên si hết, không có đâm pha lỗi lầm. Máy êm nha, máy dầu 2.5 mà. Nè anh em, xe có 1 kg độ hơi nhẹ, chắc chắn là phải độ hơi, có độ hơi nhẹ máy dầu. Máy dầu hầu như là 10 con, hết 10 con phải có độ hơi nhẹ nha anh em nha, là khỏi dư á, chúng ta gọi là khỏi dư á đó. Đó bà con coi nè, thấy chưa? Nếu anh em không tin Trần Anh đó, anh em cứ lấy một cái con xe máy dầu đời cao lên, đời 21-22, anh em mở cái nắp y chang như Trần Anh mở nè, anh em sẽ thấy có những cái luồng khói nhẹ nó bốc lên, đó là bít tông nó dập lên, sẽ tạo ra có một cái tí khói, nó đẩy nhẹ lên mặt nha anh em. Đường ổ ga là nguyên si hết, chưa có dấu hiệu khui mở nè. Chủ nhà đi một cái bình 70 ampere, bình lớn luôn, chén dầu của em nó là nguyên si hết nha bà con. Hệ thống bơm dầu của em ở đây. Bên đây chúng ta sẽ có hồi gió. Máy êm. Máy số rin nha anh em. Nắp capo keo chỉ rin hết toàn bộ. Hệ thống nắp capo nguyên bản của Ford, keo chỉ là nguyên bản luôn. Không có đâm pha lỗi lầm ở trên chiếc xe. Anh em nào quan tâm mẫu Ford Everest máy dầu thì alo cho Trần Anh Auto. Giá hơn 300 xíu nha anh em, 23, form mới hoàn toàn, không còn là form cũ nữa, từ vàng mâm nè, từ vàng đồng sơn nè, từ vàng đèn nè, từ vàng mặt ca lăng nè, từ vàng nội thất nè, thiết kế hoàn toàn mới hết toàn diện nha anh em. Và cái phần trên đây cũng vậy nè, anh em thấy không, đây là cản, là cản rời nè anh em, không còn là cản liền nữa nha, được chưa? Đó, xe sạch sẽ thôi, mẫu này lấy về đi gia đình. Giá hơn 300 cho anh em. Anh em nào quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Auto. 13, 14, 15 là một form anh chị nha. Được chưa anh em? Sạch sẽ nha. Dàn trần nè. Dàn trần là rin hết toàn bộ. Không đâm vai, không lỗi lầm. Anh em trải nghiệm cùng với Trần Anh tiếp tục vô phần khoang gầm nha. Số em này chất lắm, anh em coi số nè. Nè, số nguyên bản nè. Anh em thấy chưa? Số khô réo nè, không có một tí nhớp nhèo nha. Gầm bệt, gầm đẹp. Không có bục mọt nha anh em. Còn anh chị nào quan tâm mẫu máy dầu 2013 thì alo cho Trần Anh Auto nha. Trần Anh chào anh em nha, chúc anh em cô bé có một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. MCUN, goodbye.